Rồi. Rồi, chiều hôm nay em có lên clip một con F1 tơ nha anh chị. Bò này thì giữa lưng tầm mét 22-23. Đó, thì sau chân cua tầm mét 25-27. Đó, thì chân là móng sò, đầu chút xíu sừng. F1 sữa nha anh chị. Đó, bò này thì bò sữa thì sấy thì nó không quan trọng lắm, quan trọng là vuốt móm. Cũng có sấy nè anh chơi. Cái mặt thì trên đỉnh đầu. Móng sò quá rồi anh chơi. Quá, mưa gió này rồi mà mũi dữ lắm. Móng sò nè anh chơi. Rún tiêu rồi, kiếm rún thì có ít. Đuôi. Đó, giá rẻ nha anh chị. Nè. Qua nè, qua chạy đuôi nè anh chị. Chim qua nè, đó, qua F1 sữa. Chim 4 vú rồi. 4 vú đen nha anh chị. Đó, 4 vú đó. Lưng thẳng đòn dài. Đó, thì mình có ít vốn mình bắt cái tơ ít tiền này đi sinh sản. Đó, cũng tàn. Trong chuồng dẫn ra thì nó hơi nhát anh chị ơi. Đó, lưng thẳng băng nè. Lông. Đó, cũng ít cảm, ít cỏ thì nó hơi vò xíu nha anh chị. Đó, nhưng được mà cái này mình có cỏ cám thì ok anh chị ơi. Rơm cỏ thì ăn phà phà. Đó. Mặt đẹp nha anh chị. Rồi. Giá yêu thương luôn, 13.500.000. Anh chị ở xa ở gần thì thành phố Tân An thì phụ 100.000 tiền dầu thì bao ship nha anh chị. Đó. Bán như giá bê giá thịt luôn cho anh chị luôn. Bò chà bá luôn. 13.500.000. Anh chị thấy giá cả hợp lý thì liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Đó. Đó. Lưng thẳng đòn dài F1 sữa. Tầm 10 tháng tuổi anh chị ơi, 10-11 tháng tuổi. Đó, thì nhìn sơ thì bò này quan sát lưng thẳng đòn dài. Chân móng là hoàn thiện, qua nè anh chơi. Đó. Giá yêu thương. Này là do nó chạy nha anh chị. Chạy thôi, nó ngoài da thôi, bữa hai nó lành à. Nói chung là nó con này lấn con kia thì chạy chùa chứ không là gì hết, không phải thẹo thụng, không phải bú gì nha anh chị. Nè, nói chung là con này quần con kia chạy thôi. Đó, thì có hai điểm nó bị chạy do chuồng bằng sắt anh chị ơi. Cả lưng cái thôi. Rồi, giá là 13.500.000. Anh chị gần xa thì thích thì liên hệ. F1 sữa, bò thì bao ăn uống luôn.